Chào mừng đã đến với Kiến Tạo Khởi Nghiệp Trẻ. Nếu bạn là một người đam mê về chuyện sắc đẹp, bạn luôn tự hỏi liệu mình có thể kiếm đến 50.000 USD chỉ bằng công việc online, thì video ngày hôm nay là dành cho bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một câu chuyện về phát triển content trên blog beauty và có được nguồn thu nhập thụ động từ chính nền tảng đó. Mình là một đứa con gái yêu thích làm đẹp và hay lướt Instagram, YouTube, Facebook để xem những kênh về review của những beauty blogger. Mình thấy rằng thị trường làm đẹp ngày càng mở rộng nhưng có vẻ như các beauty blogger không mấy ai mặn mà với việc viết blog review mỹ phẩm. Thật lạ vì với mình, xây dựng kênh trên những trang mạng xã hội thật bất cập. Bạn có thể bị xóa tài khoản bất cứ lúc nào, trong khi viết blog an toàn hơn nhiều và đây cũng là một mảnh đất màu mỡ hơn. Bạn không tin, sau đây là những lý do blog beauty luôn tồn tại. Thứ nhất, mỹ phẩm và làm đẹp ngày nay không chỉ là quan tâm của chị em mà còn của cánh mày râu, của mọi lứa tuổi từ trẻ đến già. Thứ hai, các brand mỹ phẩm mọc lên như nấm và khách hàng cần một nơi đánh giá hiệu quả sản phẩm đó. Cuối cùng, khi người ta muốn tìm review một sản phẩm nào đó, họ sẽ search Google thay vì lên Facebook, YouTube. Đơn giản là vì Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất và có lượng truy cập lớn nhất. Bạn thấy đấy, blog beauty quả là một thị trường tốt để phát triển. Nhưng để thành công tại thị trường này, bạn cần tìm được content phù hợp nhất. Sẽ có hai lựa chọn đối với blog beauty. Lựa chọn nguy hiểm khi bạn muốn viết blog beauty về kỹ thuật make up. Bạn cần phải có kinh nghiệm lẫn kỹ năng chuyên môn cao về make up thì mới có thể làm tốt và khiến người đọc tin tưởng đọc bài viết của bạn. Lời khuyên của mình đến các bạn muốn bắt đầu con đường an toàn hơn là hãy làm blog review mỹ phẩm trước đã. Bởi vấn đề này luôn được mọi người quan tâm. Đồng thời bản thân bạn là một người tiêu dùng và có ý kiến riêng về sản phẩm khi trải nghiệm nó. Viết về những gì mình đã trải qua, cảm nhận của chính mình dễ dàng hơn. Lựa chọn được content đúng đắn là bạn đã đến rất gần với thành công rồi đấy. Mình sẽ chỉ cho bạn những nguồn thu nhập mà bạn có thể đạt được. Đó là từ những quảng cáo của các brand mỹ phẩm, các nhãn hàng, đặc biệt là các brand mỹ phẩm sẽ chia tiền cho booking những người có sức ảnh hưởng trong giới beauty blogger để giới thiệu sản phẩm của họ đến công chúng. Ngoài ra, một hình thức kiếm tiền phổ biến khác đối với giới beauty blogger là affiliate marketing. Người đọc tìm đến trang blog review mỹ phẩm của bạn trước hết là xem đánh giá. Tiếp đến sẽ là tìm một nơi mua hàng uy tín. Bạn chỉ cần đặt link tiếp thị liên kết trong bài viết. Khách hàng có nhu cầu sẽ mua hàng qua link bạn giới thiệu. Bạn sẽ có hoa hồng cho mỗi đơn hàng thành công từ các sàn thương mại điện tử. Những ví dụ về beauty blogger dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn muốn theo sự nghiệp viết blog review mỹ phẩm hơn nữa. Côn Mi Duy. Nghe tên Duy, mọi người đã hình dung được đây là một beauty blogger nam rồi đúng không? Ngày trước beauty blogger còn bị giới hạn về mặt giới tính, về xã hội nghĩ rằng việc làm đẹp chỉ dành cho phái nữ. Nhưng đến năm 2022, beauty blogger là bất kỳ ai. Anh có blog review mỹ phẩm và chia sẻ kiến thức về skincare chuyên sâu, định hướng theo skincare khoa học thay vì sử dụng các sản phẩm thiên nhiên. Blog của anh chàng này có rất nhiều kiến thức dựa trên nghiên cứu khoa học về các loại hợp chất có tác dụng đối với làn da. Ngoài viết blog, anh còn sở hữu kênh YouTube 500k follower và một brand mỹ phẩm riêng ở tuổi 25. My Love Beauty, đây là một trang blog đời đầu trong lĩnh vực làm đẹp. Mình tin rằng những cô gái quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp trong thời kỳ đầu của blog beauty chắc hẳn sẽ biết đến cái tên này. Chị chia sẻ những đánh giá về mỹ phẩm thực sự hữu ích. Chị còn là người tiên phong trong việc dám phổ biến những sản phẩm quá mới vào thị trường Việt Nam. Hiện tại, blog beauty của chị vẫn là một nơi mình hay ghé không chỉ để đọc bài review mỹ phẩm mà còn để đọc về cuộc sống riêng của chị nữa. Công việc làm blog review mỹ phẩm không quá khó nhưng cần sự định hướng đúng và kiên trì bền bỉ. Mình tin rằng với những bạn thật sự muốn theo đuổi lâu dài con đường beauty blogger, con số 50.000 hoàn toàn bạn có thể kiếm được. Bạn có thể tham khảo hướng đi từ các beauty blogger nổi tiếng hoặc có thể liên hệ với chúng mình Kiến Tạo Khởi Nghiệp Trẻ nhé.